Có thể bạn chưa biết, đã biết hoặc không quan tâm thì đây là cà chua thân gỗ nha mọi người. Đi Sapa mình thấy nó ở xa tít mù khơi, nhưng mà với cái tính tò mò và yêu thiên nhiên của mình thì mình đã vào và xin người dân ở đây một vài trái nha mọi người. Cô chú ơi, có ở nhà không ạ? Chú ơi, con thấy cái cây này lạ quá, cho con quay clip một xíu nha. Cái cây này này cô, cho con quay clip một xíu nha, con thấy nó lạ lạ. Dạ, cảm ơn cô. Ủa cái này là trái gì vậy cô? Trái gì lạ quá ta? Đâu? Ừ. Con vịt xiêm à? Màu lông nó lạ quá chừng. Màu lông nó y như con này nha mọi người. Lạ ghê luôn á. Giờ mình sẽ thử tách ra nha mọi người. Nó sẽ mềm mềm dai dai khó tách ra giống cà chua thiệt luôn á. Và cái cuốn giống quả cà thật. Hằng quên mất là nó sẽ bị phọt lên, cái nó phọt vô cái camera của mình luôn mọi người, nó bị mờ mờ luôn nè. Vị của quả này thì hơi ngọt ngọt chua chua nha mọi người, nhưng mà cái vị chua thì nó sẽ không gắt như chanh. Ngon ta. Hơi giống có vị chanh chanh dây á. Sau khi biết là cây cà chua thân gỗ thì đúng là có vị cà chua một chút thật nha mọi người. Mình nghĩ là nếu mà dầm với đường hay là nấu lên ăn cũng rất ngon nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Mình là Ngọc Thu Hằng, nhớ đăng ký kênh nha.